Mùa Y Liên xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mùa Y Liên. Sáng nay thì sau khi mà chia tay anh chị Sapa TV thì sáng nay 2 giờ sáng thì vợ chồng Liên đã về đến nhà. Có thể nói là chuyến đi Lào Cai của Liên lần này là cũng Liên cũng học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn anh chị là đã giúp đỡ Liên, còn cho Liên làm quen với chị Chipper và Ái Mí, anh Triệu Phiên Tây Bắc. Mọi người đã góp ý cho em để em làm được những video tốt hơn. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn ủng hộ và giúp đỡ Liên. Hôm nay thì Liên về đến nhà và sáng nay thì mẹ Liên có đi bán rau ấy, nên là Liên sẽ đi hái rau bán cùng với mẹ ở dưới đường quốc lộ 6 nha cả nhà nha. Đấy, bây giờ Liên cũng chuẩn bị gùi này. Mẹ Liên thì hái được một ít ngọn rau. Đấy, bây giờ Liên sẽ đi cắt một ít rau thêm nữa để về bán nha cả nhà nha. Cái gùi và cái liềm với dây để buộc nữa. Liên có hái rau ở bên kia bán nhưng mà bên kia già rồi cả nhà. Mà còn một vườn bé bé ở bên này nữa. Đấy, bên kia này mẹ Liên đang hái ngọn rau. Hôm nay thì thời tiết ở trên này thì cũng nắng đẹp ấy cả nhà.
tải mèo anh ạ. Bao tiền một cân? Theo bó anh ạ. Bó thì là bó nào? Bó một bó 10.000. Một bó 10.000 ạ. Đâu bó như nào? Bó to lắm. To như nào? Bó lại đã. Anh đi chơi anh. Chỗ này được khoảng mấy bó? Chỗ này trong tổng 5 bó thôi. Đấy và không phải ấy đâu. Em không phải bó nữa, tất cả em bó vào chỗ này, em tính 5 bó đi. Em đỡ 1 bó. Anh đấy luôn. Em tính 5 bó cho anh nhé. Ừ, ok, bó hết vào cho anh. Nhưng mà bó nhẹ nhàng thôi, đừng bó chặt quá nhá. Để em để cho nó thẳng. Không phải thẳng, cứ làm sao cho nó gốc ra gốc là được rồi. Đấy. Cắt cái dây dài ra nhé. Không phải cắt, nhưng em chỉ bó em ấy thế là được rồi, để anh vào kia anh giải cho biết. 50.000 à? 50.000 chỗ này. Về, à? Về cho cô mà. Về cho con cái cô nhà mình không nhà đấy. Anh nó ăn rau gì đâu. Anh thì thích. Rau riêng anh không thích. Em ơi. Dạ. Mới luôn để cho em nó đỡ cả cái gùi luôn, đỡ cả gùi luôn. Em thử cả cái gùi thật. Cái gùi em không bán đâu. Anh không thích ăn rau mà nhà đứa em nó ăn thôi. Coi như là lấy cho mẹ nhưng là bố ăn mất rồi. Thế nhờ kia 50 chỗ này 5.000 bán lốt đi. 5.000 bán lốt đi. Này không bán cho anh. Nhá. 5.000 bán lốt đi để anh cuộn luôn vào đấy còn gì nữa. Không, bó này em bán 10.000 đấy, ngọn rau nó khác cái này. Hả? Ngọn rau 10.000. Rồi, rau đều. Không, cái này là ngọn rau. TikToker này. Nào, nốt gọn vào đây nhanh, khẩn trương. 10.000 đấy thì okay. Anh mua cho mày rồi, mày về chậm hỡ sớm với chồng với con mày. Anh đang rau đâu. Quân ơi, mận nở ấy. Là cái chiến này còn cả 8.000. Xách dây cho anh. Đúng là làm sao, cũng giàu đấy. Mày và hai bó đi anh, hai bó. Thương người già đi. Nhẹ nhàng thôi, không lát thêm rau. Ok, xong rồi. Em cảm ơn anh nha. Ok. Nhiều lắm cả nhà ơi. Đào nhà bố Liên là uy tín luôn. Cành này mà đi bán thì bao nhiêu tiền nhỉ bố nhỉ? Tầm 200.000 thôi. 200.000 thôi hả bố? Tầm 200. Đấy. 200.000 một cành cả nhà. Xe là mới đẹp rồi. Đây thằng của con. Ê, em bé nhà Liên á, thấy ông ngoại cắt cành đào thì cũng cắt treo. Tô làm gì đấy? Tô uốn chinh chinh à? Tô cành đào đấy. Tô uốn chinh chinh có phải không? Tô cành đào đấy. Hả? Cành đào đấy.
trăng thì thôi. Cháu vừa cắt đến kia chưa bó, người ta lấy hết rồi, cháu không biết lấy gì bán. Ôi bây giờ đi cắt đấy. Vâng. Đi cắt lại để bán đấy. Vâng. Cô làm váy à cô hả cô? Cô làm váy đấy. Vâng. Người mô thì phải mặc váy như thế này chứ, đi làm lễ hội cái gì để mặc váy chứ. Vâng. Cần ta có cho sẽ gạo. Thì lý mỏ nhất bị ghét thế. Em có phải cho nè. Chị à, yếc cây, nó mà cây ý chơi lọ. Cây ý chơi lọ. Bẹ liên thì đang nối sợi lanh. Một trong những công đoạn mà làm được một tấm vải lanh nha cả nhà nha. Quay cái gì đó đi em ơi. Quay là sợi lanh. Đấy cả nhà thấy chưa? Để mà làm được một tấm vải lanh thì rất là cầu kỳ và rất là nhiều công đoạn luôn. Cái này mẹ làm để làm gì đấy? Làm vải lanh đấy. Làm váy cho con à? Làm váy cho Quang, chia cho Quang. Vâng. Mỗi người một tấn đấy. Quang lấy không? Mẹ cho thì con lấy. Rau đây. Mẹ cũng đi bán rau với bà. Bà hay mẹ con? Bà ngoại. À bà ngoại, đúng rồi. Đây cả nhà. Chưa bà ngoại chơi. Các cô thì bán à. Ở đây cái này là mật ong hay là cái gì nhỉ cô nhỉ? Mật ong. Mật ong. Cái thỏ. Mật ong này là mình tự đi lấy về phải không cô? Đây cả nhà ơi, đây là mật ong rừng nhà cô vừa đi lấy về tối qua. Hôm nay mang ra đường để bán. Vì là ở đây là ngay cạnh đường quốc lộ 6 ấy cả nhà. Nên là rất là tiện lợi để bà con ở đây bán hàng. Ở đây là ngọn đỗ Hà Lan. Đây cả nhà. Đấy, rau này mình mang về ăn lẩu hay là luộc hoặc là xào với cái gì đấy thì rất là ngon luôn. Đây là rau cải mèo này. Ngọn rau cải mèo nha cả nhà nha. Sáng nay thì Liên có hái được một bó nhưng mà khách mua hết rồi nên là bây giờ Liên ra đây để nói chuyện với các cô. Đây thì có bán khoai này, ngọc cẩu đấy cả nhà nhá. Ngọc cẩu này thì cả nhà có thể mua về để ngâm rượu. Cái ngọc cẩu này là dành cho đàn ông. Các bác nào mà có nhu cầu thì alo cho Liên để Liên gửi cho các bác về ngâm rượu nha. Đây ở đây thì mọi người có bán khoai này. Đây là rau của mẹ Liên. Mẹ Liên bán thì còn một bó thôi. Đấy, để đây bán tiếp. Đây là gừng bà con tự trồng nha cả nhà nha. Gừng này thì các bạn có thể mang về xào với thịt bò, thịt lợn. Ở nhà thì nhà Liên là hay mua một ít thịt về xong rồi là đập gừng vào cho thịt lợn trộn với gừng xong rồi ăn thôi. Xào với gừng rất là thơm. Hoặc là hồi trước Liên đi học ấy là Liên cắt từng lát gừng nhỏ ra. Liên cắt từng lát gừng nhỏ ra xong rồi Liên ngâm vào cái bình ấy cả nhà. Cái lọ xong rồi Liên mang ra trường để ăn. Đấy, hồi đấy mà ăn cơm trang nước lọc với gừng thôi là ngon lắm cả nhà. Đây là món đặc biệt cả nhà này. Đây là củ sâm nha cả nhà nha. Đây là củ cải trắng. Đây
mình bận để về tắm lọ hoa cả nhà. Bên ngoài bận ra thì còn có cả đào. Cả nhà ơi, đây là cung đường ở dưới quốc lộ 6 nha cả nhà nha. Để mà lên đường Mộc Châu thì cả nhà, nếu mà lên đường Mộc Châu thì cả nhà phải đi qua cái con đường này thì mới đến Mộc Châu nha cả nhà nha. Đấy, con đường này cũng là con đường mà đến nhà Liên luôn. Hoặc là mình không muốn ăn cái này thì mình về mình làm cái này này cô này. Dạ. Xào. Chiên chua ăn mà. Đúng rồi ạ. Chào cảm ơn nhá cô nhá. Khoai để nấu canh cô ạ. Chưa à, làm gừng với rau thơm và cô rau mùi rồi cô. Vâng. Là ăn trưa là mình ăn cơm với nhau. Ăn trưa là ăn thế này thôi. Hôm nay cháu không ăn cơm ấy, tí cho cháu ăn ké nhá. Thế thì ăn nhiều cơm mà không ăn hết đâu mà. Vâng. Tí đưa Liên để ăn ké rồi cả nhà. Thế con có ăn gừng không? Con có ăn khác không? Đây nó khác. Đây nó khác á. Em bé bảo em bé cũng ăn gừng nha cả nhà nha. Nên là sẽ cho một ít muối và ít mì chính vào cho nó ngon nha cả nhà nhé. Gừng này là càng nhiều mì chính là càng ngon. Đây là đã làm. Tiếng người Mông à. Ngon ngon là căng ta ta cả nhà. Ăn thế này mới không có bệnh. Mới béo tốt nhỉ cô nhỉ. Không có bệnh tật. Để sống được lâu. Cả nhà ơi, vậy là đã đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ Liên mời cả nhà ăn cơm cùng với lại các cô và Liên nha. Đấy, các bé nếu vào chưa lâu phải nhất là các bé thì cũng đang đói rồi. Con có mâm mâm không? Có mâm mâm không? Đi chơi cái lưỡi dao. Mời cả nhà ăn cơm với Liên nha. Hôm nay thì có món rau tầm bóp luộc này, có món gừng đây này. Đấy, Liên mời cả nhà nha. Có cơm nữa. Cơm này là gạo nếp nương nha cả gạo tẻ nương nha cả nhà nha. Mời các cô và mời cả nhà ăn cơm cùng với các cô và Liên nha. Ngon lắm Liên ạ.
ôi ngoài ngọc cả ăn bánh nhảy mà ăn quả bánh nhảy ngon, quả bánh nhảy ngon. Bánh nhảy ngon để chơi thằng này. Nó chỉ còn cá giận. Vâng, kia ăn cái vô khám nhé nào. Chua này. Vâng, gửi không? Được. Đấy. Rồi. Đây, ra tầm bát này vang thật hả? Hay là mấy? Dạ, ra tầm bát. Chị... Áp kinh được quá, đèn phía cái gì? Đứng nha, con chứ là con rớt chứ đấy đứng nha. Ê, ê, tổ nhuốc ai chứ gắm mà. Đồ nát mua mê, đồ nát mua mê. ก็คนน่ะเสื้อข้างนอกก็โกลุนนะ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 น
ngon lắm cả nhà. Cái chế này. Đang chế luôn. Đây là bàn ốc nào. Đây là bàn ốc nào. Đây là bàn. ตาเอไปไหนนี่บ่งเออป่าหาสิ do tầng bon này nếu mà có bệnh tật gì thì chuyển được đấy nha. Nghe coi. Nè. Bây giờ thì Liên cũng xin phép tạm dừng video, kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Liên. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.